mình sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm với tầm giá cực kỳ là học sinh. Nó không là sinh viên nữa, nó là học sinh rồi. Và một cái tầm giá nó rất là văn phòng, rất là dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Và đây có thể coi là con máy quốc dân trong năm 2022 này, với mức giá thì cực kỳ tốt. Và nhất là khi mà các bạn đến với Ngọc Nguyễn Store với tôn chỉ Ngọc Nguyễn Store không lo về giá, thì chắc chắn đây là một con máy cực kỳ tốt rồi. Vâng, và nói từ nãy đến giờ thì chắc bạn bảo thằng này nói nhiều thế nhỉ. Vào chủ đề chính đi chứ còn gì nữa. Thôi bây giờ mình vào chủ đề chính. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại kênh channel Ngọc Nguyễn Store. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các anh em một sản phẩm thuộc laptop văn phòng. Và nói đến laptop văn phòng thì mình nghĩ là chúng ta không cần một cấu hình quá cao để làm những công việc văn phòng, đúng không ạ? Và cái laptop văn phòng cũng để phục vụ các em học sinh với nhu cầu cực kỳ đơn giản là học online và xem phim, nó chỉ dừng lại ở đấy. Vậy thì chúng ta cần gì phải đầu tư những con máy đắt tiền, mà chúng ta hãy dùng số tiền đấy đầu tư vào những con máy vừa phải để có thể giúp chúng ta tốt nhất trong việc học, đúng không ạ? Vâng, và hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm với tầm giá cực kỳ là học sinh. Nó không là sinh viên nữa, là học sinh rồi. Và một cái tầm giá nó rất là văn phòng, rất là dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Và đây có thể coi là con máy quốc dân trong năm 2022 này, với mức giá thì cực kỳ tốt. Và nhất là khi mà các bạn đến với Ngọc Nguyễn Store với tôn chỉ Ngọc Nguyễn Store không lo về giá, thì chắc chắn đây là một con máy cực kỳ tốt rồi. Vâng, và nói từ nãy đến giờ thì chắc bạn bảo thằng này nói nhiều thế nhỉ. Vào chủ đề chính đi chứ còn gì nữa. Thôi bây giờ mình vào chủ đề chính. Con máy mình muốn giới thiệu các bạn hôm nay ở đây chính là này, nhân vật chính đây. Và đó là sản phẩm gì? Đó là sản phẩm X515G. Mình nhớ không nhầm thì cách đây không lâu mình cũng đã review một sản phẩm của Asus. Đấy là X419G thì phải. Đó, nếu mình nhớ không nhầm là con đó. Và mình nhận được sự phản hồi rất tốt từ các bạn. Và hôm nay con này còn rẻ hơn là con đấy nữa. Nó còn dễ tiếp cận hơn, nó còn cơ bản hơn con đấy rất là nhiều. Vâng, và sản phẩm này thì ở mức giá rẻ thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái thiết kế là phun nhựa. Tuy nhiên thì nó cũng mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là cao cấp. Với mặt trước thì được phủ sơ vào, khi mà nhìn vào ấy tưởng chừng như nó là sơn nhám, nhưng mà khi chúng ta sờ vào sẽ là sơn bóng rất là mịn màng. Còn mặt sau mới là sơn nhám, nó tăng độ cứng cáp cũng như là tăng cái hình thức khi mà chúng ta nhìn vào, nó rất là tốt rồi. Và về bên trong con máy thì chúng ta có gì? Chúng ta có một con màn hình kích thước 15.6 inch. Tuy nhiên thì sản phẩm này ở mức giá dễ tiếp cận cho nên là nó chỉ được trang bị độ phân giải là HD. Tuy nhiên là chất lượng hiển thị nó cũng rất là tốt. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có một cái bàn phím được làm trần ở đây với layout là full size. Khoảng cách giữa các phím ý, thì mình đánh giá ở đây là khoảng cách khá là tách biệt này. Đó, dễ bấm, không bị bấm nhầm với những bạn mới dùng laptop hay là các em học sinh mới tiếp cận đến laptop hay là máy tính, có thể dễ dàng soạn thảo văn bản cũng như là bấm phím ở trên đây. Rồi, và cái layout bàn phím này thì được bố cục một cách rất là rõ ràng. Đi kèm với đấy là bàn phím được làm sần, chống bám mồ hôi, dấu vân tay, cũng như là tăng thêm cái nét đẹp cho sản phẩm. Tiếp đến về phần top bát thì phần top bát được đặt gần về chính giữa, lệch về bên trái một chút để cho chúng ta có những khoảng kê tay tốt nhất. Và top bát thì cũng khá là mịn màng, được làm liền khối và cùng màu với cả phần sơn của mặt layout bàn phím, cho nên là nó ra tạo một thiết kế nó cũng khá là sang trọng, khá là tốt so với tầm giá của nó. Về công nghệ thì đây là một sản phẩm văn phòng, đương nhiên pin với công nghệ pin cực kỳ tốt này. Tiếp đến là công nghệ loa Sonic Master, một công nghệ loa mặc dù là không quá nổi bật, không quá nổi tiếng, tuy nhiên cũng rất là hay. Và sản phẩm được trang bị con chip Intel Core i3 thế hệ thứ 10, kèm với đó là RAM 8GB, SSD 256GB. Rồi, và đó là những gì thông tin cơ bản về sản phẩm. Rồi tiếp đến thì chúng ta hãy cùng nhìn này. Đây là phần bản lề của sản phẩm nhé. Mình mở ra này, bản lề khá là chắc chắn. Đây cũng là một điểm đáng khen, bởi vì các sản phẩm giá rẻ hiện nay thì bản lề làm không tốt. Tuy nhiên thì Asus làm cái bản lề này rất là tốt, chắc chắn này, cứng cáp này. Rồi, sản phẩm
có màn hình thì hơi dày, đấy là một điểm chê. Tuy nhiên thì cái phần viền màn hình này lại được làm nhám để cho chúng ta dễ dàng là gập mở cũng như là không bị bám dấu mồ hôi và dấu vân tay. Camera thì được đặt nằm tụt xuống một chút so với cả cái phần viền máy này, giúp cho camera đỡ bị bám bụi hơn. Tuy nhiên là khi nó bị bám bụi rồi thì là nó lại khó vệ sinh hơn một chút. Đó, tổng quan máy là như vậy. Toàn bộ máy thì được làm màu xám này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Về cổng kết nối thì sao? Sản phẩm nó cũng được trang bị một số cổng kết nối khá là cơ bản, ví dụ như là hai cổng USB tai A này, đó, một cổng jack tai nghe 3.5mm. Rồi quay sang bên này thì chúng ta có một cổng HDMI và một cổng USB tai A nữa, đủ, vừa đủ để cho chúng ta có những kết nối cơ bản, ví dụ như là trình chiếu, soạn thảo văn bản hay là giải trí xem phim, kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím hay là loa mic, tai nghe, đúng không ạ? Rồi, với mức giá chỉ dưới 12 triệu đồng đó, thì đây là một sản phẩm mình đánh giá khá là tốt. Và tuy nhiên thì nó không có gì là quá là nổi bật. Nếu là các bạn muốn tham khảo thêm về sản phẩm này thì hãy qua trực tiếp Ngọc Vỡ To để có thể được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này. Về đánh giá, mình đánh giá đây là một sản phẩm ở mức độ tốt so với tầm giá. Tuy nhiên thì nó có một vài khuyết điểm, ví dụ như là màn hình dày này, cổng kết nối thì chưa có cổng AZ45 để kết nối mạng LAN. Còn lại thì nó khá là hoàn hảo ở trong tầm giá. Và cụ thể nếu bạn muốn mình trải nghiệm cụ thể hơn về sản phẩm này thì hãy bình luận ở ngay ở phía bên dưới để mình có thể cho các bạn những cái trải nghiệm tốt nhất. Rồi về phần tản nhiệt đi, thì trước đấy là mình nói về thiết kế sản phẩm này, cổng kết nối này, cũng như là bản lề. Thì về phần tản nhiệt, với cấu hình chip Intel Core i3 nó không quá nóng, thì chúng ta có một cái quạt tản nhiệt đây, quạt tản nhiệt đơn này, đi kèm đấy là các cái khe hút nhiệt này, loa được bố trí ở hai bên với công nghệ Sonic Master như mình đã nói ở trên. Thì về các tác vụ cơ bản đơn giản nó rất là tốt rồi, và cũng con này, máy này cũng không có gì để nói nhiều. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm trực tiếp sản phẩm thì cứ qua Ngọc Nguyễn Store để được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Nếu như các bạn cần hỗ trợ tư vấn thì hãy để lại comment phía dưới hoặc nhắn tin cho fanpage bên mình để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất đến từ Ngọc Nguyễn Store. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy nhấn like, share, subscribe cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Ngọc Nguyễn Store. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngọc Nguyễn Store, không lo về giá.